Hello anh em, thì hôm nay mình lại đi câu lục, mới đi hôm qua xong. Hôm nay lại đi. Sáng nay vừa có video xong. Anh em, cắm gạo thì hôm qua mình có xúc thính nền đi rồi. Nên là nó không gọi là khai trương nữa. Hôm qua thì đi buổi tối. Hôm nay thì cũng sầm sầm tối thì mình mới xuống. Không biết là xuống lúc mấy giờ đấy thì anh em mình cũng chưa rõ. Đây thùng thính nền rất chi là đẹp anh em. Hôm nay là được 14 ngày anh em nhá. Đó, nó vẹt vẹt ở đây là do hôm qua mình đi câu rồi. Đó, bây giờ thì xúc chính lần và trộn thôi anh em. Mà bên kia là cám gạo sống. Mình đánh thập cẩm chi khươn rô phi rồi trôi rồi chấm chất thập cẩm chi khươn. Mình đánh nguyên một cái loại này thôi anh em nhé. Khi mà lấy xong thính nền thì anh em lại đậy kín vào. Đó, cất đi. Hồ này thì nó mới người ta mới thả rô phi nên là mình cho hơi ít mẻ một chút anh em nhé. Đây, hũ mẻ hôm trước làm đây anh em. Nó đã được nhiều như này rồi. Không biết là đi khai trương đây thì có làm lên cơm cháo thì không anh em. Còn hôm nay là chính thức là đi khai trương đây, bởi vì hôm nay mình mới quay video. Hôm qua thì không tính, qua đây nắm mỗi thính lền thôi. Thì hôm trước có một bạn hỏi, bạn bảo là lúc thì bảo là 4 bát, lúc thì bảo 2 bát rưỡi, lúc thì bảo 3 bát. Đấy là do các bạn câu thôi, các bạn câu nhiều hay câu ít mồi thôi, các bạn trộn sao cho hợp lý nhá.
Đấy thì cái hồ này mới thả rô phi. Mới thả rô phi nên là trộn để xem có được rô phi không. Mỗi khi thì mình cho 3 trứng, hôm nay cho 4 trứng gà, ổ bé cho 4 trứng. Thì hôm nay mình cho nhiều thính chạo một chút anh em nhé. Thêm ít xốp nữa, nhỡ tay cho hơi nhiều xốp nó cũng sao. Rồi ok anh em, xong đơn giản. Không phải ốc ác gì. Xong ổ thính rồi anh em. Mình hy vọng là hôm nay không bị móm, bởi vì coi như là cái ổ đầu tiên là trong cái lần trộn thính đấy anh em ạ. Đó, ok xong rồi thì mình rửa đồ đạc thôi, ra đến hồ thì mình lại tiếp tục quay phim anh em xem. Em hôm nay ba anh em đi chuyển nha, bên kia là hưởng cận của em nhá. Đó, hai bên này là Linh với Tuấn, Linh Chèm với Tuấn nhá. Chào bà con. Đấy, bây giờ mình mới xuống ra thả ổ trong xong chắc là 4 giờ anh em ạ. Ok. Ở bên kia thì đẹp hơn anh em ạ, có chỗ đẹp hơn nhưng mà ngồi ở bên này để cùng với cả em Linh câu cho nó vui anh em nhé. Móm thì thôi, quan trọng gì anh em đúng không? Ngồi bên này có anh có em câu cho nó vui thôi. Chỗ này nó bị ngược sáng, nó bị khốn nạn. Ok.
hơi ngược sáng.
Anh em khả năng cao là móm rồi. Ngồi đến 40 phút rồi mà không thấy tăm ổ. Xốp thì lên như tôi vôi mà không thấy tăm cái anh em ạ. 4 rưỡi ném thính xong, bây giờ là xem nào. Bây giờ là 5 giờ 17 phút rồi. Không thấy động tĩnh gì, trời sắp tối rồi anh em. Khả năng móm rồi, chết giờ. Ba anh em ngồi im hết nhá. Ông kia từ lúc xuống đến giờ cũng ngồi im, còn lúc trước thì được con gì hay không thì không biết. Từ lúc xuống đến giờ cả hồ im re anh em. 5 cần. 5 cần. 5 cần câu im re hết. Không ai giật cái gì. Em một em phi đầu tiên khoảng gần 2 cân nhá anh em nhá. Đó. Không móm rồi, không móm rồi. Ok anh em. Ê... ngồi một mình một chỗ thôi, không ai quay phim cả, anh em thông cảm nhé. Ok anh em, à, cho vào túi. Con thứ ba anh em nhá. Được có Vậy... ba con bọ. ừ, con này mới là con thứ ba. Ok anh em. Thôi chắc cũng sắp chim cút rồi. Của Linh nhá. À, một chú, 2,5 cân. Thằng cô em hưởng bên kia được ba cháu về rồi. À, hai cháu chứ. Đến mình anh em. Ba con. Quấy một em đây nữa, ba em toàn rô phi gấu anh em nhé. Ok, đây là khai trương thùng thính không móm rồi nhá. Đó, em đây nữa này. Rồi anh em có thắc mắc gì cứ để lại đây mình trả lời sau.